Ok, nào, bắt đầu nhá. Tôi nói qua một chút rồi bài về nhà thì đã nhá. Bài về nhà này. Đấy, thì có cái bài số 3 đi. Cho các số này thì phân số này thì số nào viết được cái dạng thập phân hữu hạn, thằng nào vô hạn tuần hoàn, đúng không? Bài 3 nhá. Thầy ghi lại các cái phân số để bài cho này, trừ 18 phần 25, 14 phần 17, 401 phần 400, 63 phần trừ 90, 19 phần 54 và 106 phần 55. Đấy, thì yêu cầu họ của họ chia ra một bên là gì? Số thập phân hữu hạn. Một bên là gì? Số thập phân vô hạn tuần hoàn. Thầy ghi tắt nhá. À, thì bạn nào là nhà đã làm được bài này rồi? Ấn nút tay thầy xem nào. Ai là nhà mình đã làm được bài này giơ tay nào. Đấy. Bạn khác đâu nhỉ? Làm được rồi, không thấy hỏi thì chứng tỏ làm được rồi chứ, đúng không? Ở Việt nêu với thầy nào. Việt ơi, bài này làm thế nào ở Việt? Nếu mà thầy là Đầu tiên mình làm gì ở Việt nhỉ? làm đổi rút gọn 63 phần âm 90 63 phần âm 90 em rút gọn thế nào? 7 phần Chia 10 7 phần 10. âm 7 phần 10 À, âm 7 phần 10, tức là mình chia cho bao nhiêu đấy nhỉ? thầy chia cho 9 ạ 9 âm không? 9 ạ Âm 9 thì đúng rồi, ok, chia cho âm 9 rồi. Còn thằng nào phải xử lý nữa không? sau là số âm 18 phần 30 Âm 18 phần 30. Đâu? Thằng nào âm 18 phần 30 đấy? Em rút gọn thằng nào? Thằng gọn chứ. thằng vậy em nhầm đi bài ạ Nhầm thằng nào vậy? nhầm cái thằng âm 18 phần 25 À, âm 18 phần 25 rồi. Thế bây giờ nó bọn này như này là tối giản hết chưa? đúng là hết rồi Tối giản hết và đều phải mẫu là gì nữa? mẫu số dương Mẫu dương, ok. Sau đó thì mình làm điều gì nhỉ? là ta phân tích các mẫu là thử số nguyên tố Ok, nào phân tích lần lượt cho thầy nào. 25 bằng. làm bằng 5 mũ 2 Rồi, 17 thì có làm được gì không? 17 400. 100 2 mũ 4 nhân 2 nhận 2 mũ 4 nhân 5 mũ 2 4 x 5 mũ 2. Bây giờ là 10 đúng không? Rút gọn rồi thì còn 10 thôi. Bao nhiêu nhỉ? hai nghìn năm Thế 54. 54 bằng 2 nhân 3 mũ 3 2 x 3 mũ 3. Rồi, còn 55 nữa. 5 nhân 11 Rồi, 5 x 11. Thì đây mình sẽ xếp loại. Em sẽ xếp những thằng nào vào vào hữu hạn nhỉ? Hữu hạn có thằng nào? Các bạn là có thằng 10, 400 và 5 Có 10 này. Có 10 4 400. Với 25 chứ. 25 25 đúng không? Ok, ba thằng này. Tại tại sao lại xếp vào một nhóm? thầy là vì nó có ước nguyên tố khác 5 và 2 Không có chứ. không không có ước nguyên tố khác 5 và 2 Ba thằng này là không ước nguyên tố khác 5 và 2, khác 2 và 5 nên là rõ ràng là ba thằng này mẫu số này sẽ ra thỏa mãn là gì? Số thập phân hữu hạn, đúng không? À, vâng đây, sau khi phân tích xong thì mình sẽ thấy như này. Vì làm sao nhỉ? Vì này 25 này, 400 này và 10 thì nó không có ước nguyên tố khác 2 và 5. Đấy, suy ra thì suy ra các cái phân số đấy nhá. Là trừ 18 phần 25 này. 401 phần 400 này. Và thằng kia là bao nhiêu nhỉ? Cái thằng mẫu là 10, thực chất là thằng 63 phần 90, 63 phần trừ 90. Nó sẽ là đấy, các cái số thập phân hữu hạn. Rồi. Thế còn mấy thằng nữa nhỉ, Việt nhỉ? tôi thấy là còn 54, 55 và 17 ạ. Thì qua đây con dịu đây là 17 này. 54 này. 55 thì nó làm sao nhỉ? Mình lý luận như nào? Có ước nguyên tố khác 2 và 5. Đúng rồi, có ước nguyên tố khác 2 và 5. Đấy, nên suy ra những cái phân số này đây. Nhìn lên trên nhá, thằng mẫu 17 là 14 phần 17 này. Đấy, mẫu là 54 thì thằng là 19 phần 54. Và thằng cuối cùng này là 106 phần 55.
Nó sẽ là các cái số tập phân vô hạn tuần hoàn. Ok, rồi nhá. Đây là xong cái phần chữa bài của thầy. Các bạn ghi vào vở đi cho nó chuẩn lại nhá. Dù mình đúng hay sai ta chữa ra vở cho thầy. Này, mình coi như cái lần này chữa bài là mình ôn lại bài tập. Này, ôn lại kiến thức buổi trước. Đấy, thì đây thực ra đây là phần nội dung chính của buổi hôm trước chúng ta học. Đấy, học cái bài này mà không nhớ được cái chỗ này thì buồn lắm các bạn ạ. Đúng không? Đấy, tất cả mọi tinh túy của bài hôm trước là chỗ cái chỗ này này. Tại còn dạy các bạn bấm máy tính nữa cơ mà. Đúng không? Đấy, đã biết là mình nên trang bị cho mình một cái máy 570VN hoặc là máy 580. Đúng không? Chúng ta lấy vở lớp ra, chúng ta ghi cho thầy này. Ghi bài hôm nay. Nay thì thầy ra nói xong một cái vấn đề tiếp theo. Nay thầy nói luôn mấy vấn đề luôn. Nếu mà được thì thầy nói hết kiến thức chương này rồi. Tại vì mấy phần sau này nó rất là dễ. Đấy, nó không có gì cả. Vấn đề thứ nhất thầy cần nói nó về là làm tròn số. Làm tròn số. Ê, làm tròn số là như thế nào vậy ạ? Đấy, làm tròn số là như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ thử nghiệm luôn một cái đó là chúng ta sẽ sử dụng máy tính luôn. Đấy, để mình xem nhá. Chúng ta dùng máy thầy, tính. Vấn đề là cái gì vậy thầy? Vấn đề hôm nay ấy, như hiểu là cái bài số mấy ấy? Vấn đề 1, vấn đề 2. Hỏi là vấn đề nó là cái gì ạ? Làm gì vậy thầy? Hả? Vấn đề đi. Hỏi là vấn đề số mấy này? Vấn đề số mấy thầy không nhớ thì thầy mới ghi là vấn đề không? Không sao. Không phải thầy, ý em hỏi là cái vấn đề xong rồi làm cái gì số ấy thầy? Làm tròn số. Nhá, à. Làm tròn số. Tròn nhá. Làm tròn số. Rồi, bây giờ ghi này. Thực ra bài này thầy cũng không đưa nhiều bài tập phải làm gì cả. Chúng ta làm ví dụ là được rồi. iPhone là bạn nào nhỉ? Đổi lại tên đi. Làm tròn số này ghi iPhone là thầy. Bạn Đức đấy ạ. Đổi lại tên xong bật cam lên Đức. Nào ghi cho thầy này. Đầu tiên thầy sẽ thử các bạn một cái ví dụ thế này. À, một cái ví dụ thế này. Các bạn nhìn cho thầy máy tính này. Thầy bật máy tính nhá. Thực ra dùng máy tính gì cũng được. Vì cái đoạn này bấm thì nó sẽ như nhau. Đây, sẵn sàng máy tính chưa? Thầy ơi, cho em một cái con đường. Sao à? Chị em chưa về nhà, em cũng chưa mua máy được thầy ạ. À, thế con nhìn thầy bấm nhá. Được không? Vâng. À, con nhìn thầy bấm. Rồi, ok. Nào, bây giờ nhìn đây. Ờ, thầy có cái máy tính ở đây rồi. Bây giờ thầy muốn các bạn bấm thầy một cái phân số chẳng hạn. Này, bấm thầy phân số. Ví dụ là thầy bấm là phân số là 2/3. Đó, bấm máy đi. Ấn bằng. Sau đấy bạn ấn cho thầy đổi ấy. Bạn nhớ hôm trước thầy dạy các bạn đây này. Có một trong máy tính nó có cái nút này này. Ví dụ ta bấm một cái ví dụ này nhá. Đó là bấm thầy phân số 2/3 trong máy. Sau bạn thấy nó có cái nút là nút S. Đấy, mũi tên 2 chiều sang D này. Thấy chưa? Trong máy tính nó có cái nút này này. Thấy không nhỉ? Máy nào cũng có thôi. Bấm cái nút này. Bụp phát. Này, bấm phát nữa chẳng nhận đây này nó sẽ hiện là 0, chu kỳ 6 đúng không? Đồng ý không? Bạn được kết quả nó là 0, chu kỳ 6. Thế nhưng mà ví dụ tôi muốn này, tôi ấn thêm phát nữa này. Thì thực ra cái số này nó chính là gì? Số gì đây? Có phải nó là 0, trong một đống 6 ở đằng sau? Rất nhiều số 6. Có chia nữa, chia mãi nó vẫn là gì? Vẫn là số 6. Đúng nhỉ? Và phép chia này không bao giờ hết. Hả? Máy nó hiện là máy nó hiện là số 7. Tại tại sao lại như thế? Bởi vì máy nó đang làm tròn. Là trong máy nó hiện như này này. Trong máy nó hiện thế này. Máy nó hiện thế này này. Nó là 0, xong một đống 6. Và cuối nó trong một số 7 đúng không? Đồng ý không? Thế cái số 7 là ở đâu ra vậy? Rõ ràng là nếu mà 0, chu kỳ 6 thì tất cả nó phải là 6 hết. Đúng chưa? Tại sao họ lại biết là số 7? Bởi vì máy tính nó đang làm tròn. Máy tính nó đang làm tròn số. À. Thế làm tròn số là thế nào? Nhá, các bạn ghi cái phần này vào đi. Đây nha, đây là máy nó hiện lên bằng này. Nó đang hơi khăng khác với lại kết quả mà mình biết đúng nào. Cái này với cái số ở trên đây là khác nhau đúng không? Nó khác nhau ở số cuối cùng này này. Tại sao nó lại khác nhau? Bởi vì máy tính làm tròn tròn số. Em ghi cái chỗ này vào đã. Các bạn lưu ý này.
Chúng ta có một cái là cái số cái nút S sang D này, bạn hiểu ý nghĩa của nó là giúp mình đổi đổi cái số này từ dạng này sang dạng kia. Đấy, từ dạng này sang dạng kia. Đấy, ví dụ thay đổi từ phân số thành số thập phân hay từ số thập phân về phân số, thậm chí nó có thể giúp mình đổi thành dạng khác nữa, đúng nào? Đấy, ví dụ đây này nó còn viết theo kiểu chu kỳ này cũng được này. Đấy, cái nút S, SD này này, hay gọi tắt là SD đi. Đấy, giúp mình đổi từ dạng này sang dạng kia. Nhớ điều đấy. Đây, thầy giải thích về việc làm tròn số này. Thực tế cái kết quả của việc bạn lấy cái phân số 2 phần 3 này, tức là em lấy phép chia là 2 chia cho 3. 2 chia cho 3 thì mình đúng là ra thế này thật. Tức là nó được 0 phẩy xong rồi nó có gì? Rất nhiều số 6 ở đằng sau. Và đây là gì, có vô tận đúng không nhỉ? Trong cái ba chấm này nó không biết bao nhiêu số. Đúng không? Nó có vô hạn cái số 6 ở chỗ này. Đấy, thế nhưng mà nếu máy tính mà lại vi hiện vô hạn thì máy tính nó không thể chịu được. Nhỉ? Máy tính nó có bộ nhớ. Các bạn biết như điện thoại của mẹ mình là dung lượng bao nhiêu GB không? Biết không? Đó. Đó thì máy tính nó luôn luôn phải có một cái giới hạn tính toán nhất định. Máy tính nó không phải là vô hạn. Đấy. Chính ra là cái bộ não của con người mới là vô hạn. Các bạn hiểu hiểu nhá. Cái bộ não của mình mới là vô hạn, còn cái máy tính nó chỉ là gì? Bộ nhớ nó là hữu hạn thôi. Chẳng qua là máy tính càng đời sau thì họ gì? Họ càng làm cho hiện đại hơn nên nó gì? Nó có thể ghi nhớ và lưu trữ được nhiều hơn. À. Sao đây Hoàng hỏi gì thầy đấy? Máy em thì làm sao ạ? Nó không được là như nào? Máy họ Hoàng dùng máy gì đấy? Giơ thầy xem nào. Kiểu gì chả cái nút S, S, SD. Rồi bố em xuống rồi thế ạ. Được chưa? Nó về bình thường chưa? Nó về bình thường. Ok. Rồi nhá. Đấy, thế vậy để hiển thị trong máy tính, bởi vì chính là những con số này là vô hạn đây này. Các bạn hình dung nhá, cái số ở đây này. Cái số này là vô hạn. Mà máy tính của mình là hữu hạn. Máy tính thì lại hữu hạn. Tức là nó có giới hạn đấy. Hữu hạn thể hiện là có giới hạn nhá. Thế vậy muốn đưa từ cái một thứ vô hạn vào trong hữu hạn này này, buộc người ta phải tiến đến người ta làm tròn các con số này. Đấy, người ta phải làm tròn thì đưa vào máy được. Tức là người ta biến cái số đấy thì một số rất gần nó nhá. Cái việc làm tròn số thực ra là như thế này. Làm tròn số thực ra là bạn gì? Bạn sử dụng một cái số đấy, ở gần sử dụng một cái số ở gần cái số mà mình đang làm việc nhá, hay đang tính toán đấy. Chúng ta sử dụng một cái số ở gần cái số mình đang làm việc đấy, để đại diện cho số đó. Đấy, cái số mình đang làm việc ấy, cái số mình đang làm việc, thực ra là cái số này chắc chắn là một điều là nó gì, nó sẽ vô hạn. Đấy, vô hạn, hoặc là nếu không vô hạn ấy, thường nó sẽ vô hạn. Nếu không vô hạn thường nó sẽ số chữ số các thứ này nó rất là nhiều, đúng không nhỉ? Nó rất là nhiều nên chúng ta phải dùng một gì, một cái số khác, dùng một số ở gần cái số đấy để đại diện cho nó. Đấy, và cái số như này này, cái số trong máy nó hiện này, 0 phẩy này, đây này, 0,6666, xong là có con 7 ở cuối này, thì số này là cái số gần đến kết quả của mình nhất. Đây nhá, đây mình là cái số này 0,666 vân vân vân, xong có con 7 ở cuối sẽ là cái số mà gần cái số là 0 phẩy trong chu kỳ 6 nhất. Đấy. Đối với cái máy tính này. Được chưa? Có những máy nó có thể hiện nhiều chữ số hơn nữa. Ví dụ ở đây máy nó hiện là bao nhiêu chữ số ở đây nhỉ? Mấy con 6 đếm với thầy thế nào? Bạn đếm với máy của mình mấy con 6? 9 đấy ơi. Ừ, 9 với con 7 là 10 đúng không? Có máy nó có thể hiện đến đến hàng mấy chục chữ số hoặc là cả trăm chữ số, nhưng máy này của mình hiện tại chỉ có hiển thị được 10 thôi. 10 là tối đa rồi, 10 là tương đối nhiều rồi đấy các bạn ạ. Đấy, thì cái số này là gần nhất với số 0 phẩy chu kỳ 6. Được chưa? Hay là gần nhất với số 2 phần 3. Đấy. Biến là gì? Biến một cái vô hạn trở thành hữu hạn. Thế mới đưa được vào máy tính chứ. Do đó này, khi chúng ta bấm máy này, khi chúng ta bấm máy đặc biệt với những cái bài mà số nó lẻ hay những bài về số thập phân, luôn luôn có một cái xác suất mình bị tính toán nó bị sai,
nó bị sai lệch ấy, bởi vì hai con số này thực chất nó có là một không? Hai con số này thực chất có là một không? Không là một đâu nhá, nó chỉ gần nhau thôi, hiểu không nhỉ? Nó rất gần nhau thôi, nó không phải là một. Nên nếu ví dụ trong trường hợp là em lấy số này để thay thế hoàn toàn ra cái số này thì không đúng, hiểu nhá? Hai số này nó chỉ là gọi là lấy đại diện thôi, nó gần đúng rồi, kết quả hai con số này là gần đúng đó. Thì đây là cái mình nhớ, cái số 0,666 xong có con 7 thì là số gần nhất với số này. Thế vậy, thế mà người ta lấy quy ước gì, lấy quy tắc gì để làm tròn là như thế này? Chúng ta ghi cho thầy sang phần thứ sau, phần 2. Quy tắc làm tròn số. Nào, đi tiếp này. Quy tắc làm tròn số. Quy tắc làm tròn số. Nào, quy tắc làm tròn số này. Rồi, thế vậy thì nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là nếu mình làm tròn đấy, một chữ số ở phần thập phân. Nếu mà thầy làm tròn một chữ số ở phần thập phân thì thầy sẽ làm tròn như nào? Hãy làm một tròn một chữ số ở phần thập phân. Thì chúng ta quy tắc nguyên tắc như thế này. Đấy. Nhà ví dụ thầy có một số thế này. A phẩy này, xong một cái số nào đấy B này, C D chẳng hạn thế này. Thầy muốn làm tròn đến chữ số B này này. Thầy muốn làm tròn đến B. Thầy muốn làm tròn đến B. Đấy, muốn làm tròn đến chỗ B này này. Đấy, nhìn nhá. Thầy muốn làm tròn đến B. Ok, cái chữ số B nó có thể ở bất cứ vị trí nào nha, trong cái phần thập phân này này. Thấy chưa? Thầy muốn làm tròn đến B. Thì nguyên tắc này, thầy sẽ quan sát cái chữ số ngay cạnh cạnh nó. Nào, chúng ta này, chúng ta phải nhớ thầy là chúng ta phải quan sát cái chữ số ngay sau cái số B. Nào, quan sát cái chữ số ngay sau số B xem nó là số nào. À, ở đây là cụ thể là cái số C đúng không? Đấy, trong bài là số C này. Nếu mà cái chữ số C này này lớn hơn hoặc bằng 5. Nếu chữ số C lớn hơn hoặc bằng 5 thì lúc đấy mình hiểu nó rơi vào trường hợp là làm tròn lên. Làm tròn lên. Đấy, làm tròn lên tức là thế nào? Làm tròn lên tức là thầy sẽ cộng thêm một vào cái chữ số B. Chúng ta sẽ cộng thêm một vào chữ số B nhá. Nếu mà cái chữ số C này này sau số B mà lớn bằng 5 thì ta sẽ làm tròn lên nhá, tức là mình cộng một vào chữ số B. Còn nếu trường hợp mà C của mình nhỏ hơn 5, ví dụ 4 trở xuống, ok, thì mình sẽ hiểu nó là làm tròn xuống. Làm tròn xuống không phải là trừ 1 nhá. Không phải là trừ 1 đâu, mà là giữ nguyên cái chữ số B. Nhá. Làm tròn xuống là mình hiểu là giữ nguyên chữ số B. Nhìn đây chưa? Nào, làm tròn lên là cộng 1, làm xuống là giữ nguyên. Sau đó bỏ hết cái phần số thập phân từ C trở đi. Sau đó bỏ hết phần thập phân từ C trở đi. Tức là cái phần ở đây này, trở đi là bỏ hết. Em nhìn thế này. Phần từ đây trở đi là thầy bỏ hết đi. Từ C trở đi bỏ hết. Đấy là quy tắc. Đấy, quy tắc với trường hợp và làm tròn là phần thập phân. Đấy, sẽ lấy ví dụ cho bạn nên dễ hình dung. Nào, ví dụ này. Ví dụ.
Đây, thầy cứ bỏ cái máy tính đi, thầy tắt đi đã nha. Đây, ví dụ này, bây giờ thầy lấy một số bất kỳ. Ví dụ thầy có là số 1,205318 46. Ví dụ thế, thầy có số này nha, 1,205 31846. Ok chưa? Bây giờ yêu cầu của thầy là thầy muốn làm tròn, làm tròn số đến đến này. Nào, ý thứ nhất này, thầy muốn làm tròn đến hàng phần trăm. Nào, cái thứ nhất thầy muốn làm tròn số này đến hàng phần trăm. Không, số này không 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 to đâu, thế này là lấy ví dụ mà. Đó, đến hàng phần trăm. Thế xem thầy hàng phần trăm nào, số nào ở đây là hàng phần trăm, đố biết đấy. Ai biết giơ tay nào. Chữ số nào ở trong cái số này là hàng phần phần trăm? Hưng. Như thầy là số 5 ạ. Số 5 à? Ok, 5. Hưng ở là số 5, Tuấn Anh ở số mấy? Thì một em cũng số 5 ạ. À, cũng số 5, hàng phần trăm là số 5. Phong. Em lên thầy là số 8 ạ. Ơ, sẽ để số 8 ạ. Ôi, ok, rồi, được rồi. Có bạn khác ý kiến khác không? Hà Anh, cái số nào hàng phần trăm vậy con? Mấy đứa này quên bài rồi. Hàng phần trăm mà chọn vậy là sai hết rồi. Nhìn thế này, nhìn thấy hướng dẫn lại này. 1, này, vì cái số này to to làm chút. 0, 5, 3, 1, 8, 4, 6. Ví dụ thế này nhá. Thì đây, nó là hàng đơn vị. Đúng không nào? 1 là hàng đơn vị chưa? 2 này là hàng phần chục. 0 này là hàng hàng phần trăm, quên rồi đúng không? Đấy, tương tự 5 là hàng phần nghìn. Ghi chú thích ở đây. Tương tự như thế nhá, vân vân. Quên bài rồi. Quên quên sạch quên sạch. Ơ bị gay gò đấy. Rồi, thế vậy là chúng ta làm ở đây là trường hợp là câu A muốn làm tròn đến chữ số 0 đúng không bạn? Đúng không? Thầy muốn làm tròn đến chữ số 0 rồi nè. Sau số 0 là số mấy vậy? Ở Thanh. Thầy là sau số 0 là số... Số mấy? Cạnh cạnh số 0 này, ngay sau, số mấy, số mấy, số mấy? 5 ạ. Ừ, số 5. Thế vậy làm tròn lên hay xuống? Thế vậy là làm tròn lên. Ờ, à, lên là cộng 1 hay là giữ giữ nguyên nào? Cộng 1. Ừ, cộng 1 vào, vào đâu? Cộng 1 vào số 5. Vâng, cộng 1 vào số 0. Cộng 1 vào số 0. Đấy nha, bạn nhìn này. Số 1,205 31846. Chúng ta sẽ ghi dấu này này. Em ghi nó như hai dấu ngã. Đấy chưa? Nó không phải dấu bằng. Cái dấu này mình đọc nó là xấp xỉ. Dấu này mình hiểu nó là xấp xỉ. Đọc là xấp xỉ nhá. Nhá, cái số này mình sẽ lấy là xấp xỉ. Đấy là việc mình làm tròn số ra sẽ ghi bằng cái ký hiệu này. Xấp xỉ nhá. Hai dấu ngã chưa? Xấp xỉ này. Bây giờ làm tròn số 0 đúng không? Nhìn lại này. Sau số 0 là số 5. Và quyết định là 5 là lên đúng không? Lên là cộng 1, vậy là xấp xỉ là 1,21. Hiểu không? 1,21. Nha. Cộng 1 nha, vì là số 5 là làm cho lên nên là thầy cộng 1 là số 0 rồi này. Cộng 1 là số 0, thành là 1,21. Còn phần từ 5 trở đi là bỏ. Ok không? Phần từ 5 trở đi là thầy bỏ hết. Cái phần này này, cái cụm này này là thầy bỏ. Hiểu ý chưa? Đấy, từ sau cái số đấy trở đi là vứt đi.
Nhưng mà nhớ là phải để ý, à con 5 này là từ 5 trở lên, cộng 1 nào. À, vậy thì câu A thầy làm tròn thành 1,21. Câu B thầy muốn làm tròn đến hàng phần nghìn. Làm tròn đến hàng phần nghìn. Nào, ở đây hàng phần nghìn là chữ số nào ấy nhỉ? Trang. Chữ số nào là hàng phần nghìn ở Trang? Em thấy là chữ số 5 ạ. À, chữ số 5 là hàng phần nghìn. Hoàng Anh có đồng ý không? Chữ số 5 có phải hàng phần nghìn không? Ủa? Ok, chữ số 5 là hàng phần nghìn. Đây đây, chỗ này. 5 này đúng không? Đây, mình vừa ghi về đây xong đây, 5 rồi. Thế vậy, sau số 5 là số mấy vậy Ly? Đây là 5 số 3 ạ. À, thế lên hay xuống? Số 3 thì lên hay xuống hả Lý? À, lên ạ. 3 mà. Đọc kỹ. 3 là có lớn bằng 5 không mà lên. Em tưởng là nó rút xuống. Không, thầy đang hỏi là bây giờ nhá, vấn đề là mình làm tròn đến số 5. Nhưng sau số 5 là số 3. Cái số 3 này, 3 là lớn hơn bằng 5 hay nhỏ hơn 5? Hơn ạ. Thế là làm tròn lên hay xuống? 3 là nhỏ hơn 5, vậy làm tròn gì? Xuống. Làm tròn xuống. Làm tròn xuống thì thầy bảo là xuống phải giữ nguyên cái số này. Tức là giữ nguyên con số 5 này. Tức là nó xấp xỉ như này này. Xấp xỉ 1,205. Phần từ này sẽ đi bỏ hết. Hiểu chưa nhỉ? Đấy, từ 5 đổ lên thì cộng 1 vào. Dưới 5 thì sao? Giữ nguyên, vứt hết đi. Nhá. Nghĩ về đi. Mình lấy thử một cái ví dụ nữa nhá. Cho quen nhá. Nào, đây là thầy cho số như này. 4 phẩy 4,089 ví dụ là 4,089,1,237. Ví dụ thế. Nào. Yêu cầu là làm tròn số đến này. A nhỏ là hàng phần nghìn. Hàng phần nghìn. Nào, đầu tiên tự viết ở vở thầy xem nào, ghi số này đi. 4,089,1,237. Các bạn ghi sấp sấp xỉ đi. Sau khi ghi xong em gõ thầy cái phương án của em vào phần chat thầy xem. Nha, sau khi ghi xong em gõ vào phần chat để thầy xem em chọn phương án nào. Có cái gì đấy? Gõ cái phương án của em ấy, có cái số em viết ở đây này. Vào phần chat. Làm tròn hàng phần nghìn nhá. Để đọc đọc kỹ vào. Mày cái này ghi đáp án linh tinh à? Hả? 4 phẩy nhá, 089,1,237. À, thầy thấy có mới có ít bạn phương án đúng lắm, các bạn khác biết là thầy xem đáp án nào. Bạn khác có vẻ nhiều bạn không hiểu đề bài rồi. Nào, hàng phần nghìn. Hàng phần nghìn. Hàng phần nghìn là đến chữ số nào ở Nhật nhỉ? Đến số 9 này ạ. Đúng rồi, hàng phần nghìn đến số 9. Sau số 9 là số mấy vậy Nhật? Thưa thầy, sau số 9 là số 1 ạ. Sau số 9 là số 1. Thế vậy lên hay xuống? Xuống ạ. Xuống, thế thành xấp xỉ là 4,089.
giữ nguyên, vứt hết đống này đi. Nào bạn ghi kết quả vào đi. Nhiều bạn là hiểu sai vấn đề rồi. Đây nhá, chục này, phần chục, phần trăm, phần nghìn đến 9 tí nữa. Sau 9 là 1, có phải giữ nguyên không? 1 bé 5 giữ nguyên cái con này. Đấy, xong con phần cụ này vứt hết đi. Tiếp tục nào, thử sức tiếp này, B này. Hàng phần trăm. Rồi, lại ghi xấp xỉ đi, xong là viết đáp án thầy xem. Ghi thầy phương án của em nào. Ý kỹ là lên hay xuống. Rồi, cho thầy biết nào, Tuấn Anh nào. Câu này là làm tròn đến chữ số nào vậy ạ, Tuấn Anh? Làm tròn chữ số 8 ạ. Số 8, sau số 8 là số mấy? Là số 9 ạ. Ừ, thế lên hay xuống? Lên thầy ạ. Lên, vậy là lên thì cộng 1 đúng không? Lên thì cộng 1, vậy là thành 4 là bao nhiêu? 4,09 ạ. Đúng rồi, 4,09, chính xác. Vấn đề này nghe này, cái làm tròn là gì? Chúng ta sẽ gì? Những cái bộ phận ở đằng trước này giữ nguyên. Bộ phận đằng sau này khi làm tròn đâu thì phần sau nó bỏ đi. Nhưng vấn đề là cái chỗ bỏ đi ấy, nếu nó từ 5 trở lên, cái số đầu tiên ấy, từ 5 trở lên thì chúng ta cộng 1 vào. Nhá. Còn nếu là từ 4 trở xuống thì sao? Giữ nguyên. Rồi, tiếp tục câu C này. Làm tròn đến chữ số thứ 5 của phần thập phân. Làm tròn đến chữ số thứ 5 của phần thập phân. Ghi đi, tự ghi vào vở nào, xong lại ghi cho thầy phương án của em. Chữ số thứ 5 phần thập phân. Xấp xỉ đi, ghi tự đi xấp xỉ vào đi. Xong rồi ghi đáp án thầy xem. Hoàng nêu thầy này, chữ số thứ 5 là chữ số nào hả Hoàng? Nêu thầy là chữ số 2 à? Em đếm từ trái qua hay từ phải phải sang? Đấy, em đến từ phải, từ trái. Từ trái đây là số 1 này, số thứ nhất này, thứ 2 này, thứ 3 này, thứ 4 này, thứ 5. Vậy thứ 5 là số 2 đúng không? Sau số 2 là số mấy? Số 2, số 3 à? Ừ, lên hay xuống? Đây là... Lên 3 à, xuống à, xuống. 3 là xuống, thế vậy thành số gì? 4 phải... 4,08912 à? 1,2 giữ nguyên đúng không nào? Rồi, ok. Rồi, câu này này, phát này này. Chữ số thứ 6 của phần thập phân. Chữ số thứ 6 của phần thập phân. Chữ số thứ 6 của phần thập phân. Nào, tự biết là bỏ đi. Viết xong lại ghi đáp án cho thầy xem. Nghĩ cho kỹ nhá. Hoàng Anh ghi thiếu số rồi đấy.
Các bạn khác gửi đó thầy xem nào. Chưa gửi hết, chưa gửi hết. Rồi, chữ số thứ 6 phần thập phân là số nào vậy Trang ơi? Em gửi là số 3. Ừ, sau số 3 là số mấy? Số 7 ạ. Ừ, thế là làm tròn lên hay xuống? Làm tròn lên ạ. Ừ, đây là mình cộng 1 hay là giữ nguyên? Cộng 1 ạ. Ờ, vậy thành số nào em nhỉ? Đọc thầy nào. Xấp xỉ 4 phải bao nhiêu? 4,089124 ạ. 124, ok, chính xác rồi đấy. Đấy, qua hai ví dụ rồi, các bạn hình dung được rồi không? Đây là cái cách làm tròn với một chữ số phần thập phân nhá. Đấy, nhớ này, từ 5 trở lên, làm tròn lên là tự mình cộng 1 vào. Được chưa? 4 trở xuống hay là dưới 5 ấy thì làm tròn xuống. Đấy là làm tròn lên, làm xuống sách nó không có nói, nhưng mà thầy trò mình tự hiểu với nhau như thế. Từ 5 trở lên làm tròn lên, từ 4 trở xuống làm tròn xuống. Ok chưa? Làm tròn xuống thì phải giữ nguyên. Giữ nguyên chứ không phải trừ 1 đâu nhá. Nhiều đứa bảo làm tròn xuống lại đi trừ 1 là chết rồi. Tiếp tục. Còn một quy tắc nữa, một trường hợp làm tròn số nữa. Nào, ghi cho thầy này. Một trường hợp nữa, trường hợp thứ 2. Này, ghi trường hợp 2 này. Đó là làm tròn một chữ số ở phần đấy, ở phần nguyên. Ở phần nguyên tức là cái phần trước cái dấu phẩy các bạn. Được chưa? Tức là bên trái cái dấu dấu phẩy ấy chính là phần nguyên. Được chưa? Trong một số thập phân thì phần bên trái dấu phẩy người ta tính là phần nguyên. Phần bên phải dấu phẩy người ta gọi là phần thập phân. Được chưa? Các bạn thì quy tắc làm tròn thế nào? Ví dụ nha, thầy viết một cái số gì đấy, ví dụ là chẳng hạn là A này. Ví dụ đấy chẳng đến một số B này, C này, D chẳng hạn vân vân. Đấy, phẩy đằng sau đây có thể có phẩy nữa, tùy. Ví dụ thầy muốn làm tròn đến đến chữ số B này này. Thầy muốn làm tròn đến đến B đây. À, thầy muốn làm tròn đến B. Nó có thể hàng nào cũng được. Làm tròn đến B nhá. Nào, công việc của ta sẽ như sau, cách làm này, các bạn lại ghi này, chúng ta lại quan sát cái chữ số ở ngay sau cái số B. Nào, lại cho quan sát là thấy cái chữ số ở ngay sau cái số B á. Quan sát chữ số ở ngay sau số B. Quan sát ngay chữ số B này, nó có hai trường hợp. Nếu này, sau B có phải là C không? Nếu C mà lớn bằng 5 thì mình cũng làm tròn lên. Cũng làm tròn lên. Tức là gì? Mình cũng cộng 1 vào. Nhà mình cũng cộng 1 vào B. Đấy, còn nếu C mà nhỏ hơn 5, mình cũng là làm tròn tròn xuống. Mình cũng làm tròn tròn xuống. Tức là mình sẽ giữ nguyên. Nhá, giữ nguyên B. Không thay đổi gì cả. Tuy nhiên đoạn sau nó sẽ khác một chút. Nào, thế cái cụm này là giống hệt cái vừa nãy đúng không? Nào, bây giờ nó khác cái chỗ này này, ghi cho thầy này, sau đó này, thay hết từ C trở đi thành số 0. Sau đó thay hết từ C trở đi thành số 0. Đấy là mình bỏ đi đi. Ờ, đây không không bỏ. Đây không bỏ mà thay hết thành số 0. À, thay hết từ C trở đi thành số 0. Để lấy ví dụ cho bạn xem này. Ví dụ. Nào, ví dụ thầy cho số này.
Đây là một số nguyên luôn. Yeah, đây là số nguyên luôn, nó không có phần thập phân luôn. Vẫn là làm tròn được. Thế người ta làm tròn thế nào? Ví dụ trong trường hợp thứ nhất, thầy muốn làm tròn. Làm tròn đến. Đây, làm tròn đến hàng. Nghìn. Nào, đến câu A nha, làm tròn đến hàng nghìn. Suy nghĩ cho thầy xem nào. Nào, thầy hỏi nhá, hàng nghìn đây là chữ số nào đây? Nào, hàng nghìn đây là chữ số nào? Việt nào, hàng nghìn đây là chữ số nào Việt nhỉ? Em thấy chữ số 5 ạ. Hàng nghìn là chữ số 5 đây này, đơn vị này, chục, trăm, nghìn, ok là số 5. Thế sau số 5 là số mấy ở Việt? Sau 5 số 3 ạ. Ừ, thế là lên hay xuống? Xuống ạ. Xuống, ok, thế vậy là như câu A là nhá, 1, 8, 2, 5, 3, 1, 9 sẽ xấp xỉ này. Mình sẽ làm tròn này số 5. Sau số 5 là số 3 gì thì phải giữ nguyên cái phần này. 1, 8, 2, 5. Và đây có 3 số nữa thì cho hết thành 3 con 0. Hiểu chưa? Vậy là thầy sẽ lấy tròn cái số này này. Sẽ xấp xỉ là số gì? À, cái gì đây nhỉ? 1 triệu 825 nghìn. Đấy, thì cái phép làm tròn này này. Nó sẽ ứng dụng trong việc mình các bài toán kiểu liên quan đến dân số ấy các bạn. Thấy không? Liên quan đến dân số. Thì thường người ta sẽ lấy số liệu nó xấp xỉ vì những cái số này nhiều khi nó không chính xác ấy. Nó còn quyết định bởi vì ví dụ những kiểu tỷ lệ người sinh ra với người mất đi ấy. Rõ ràng là cái con số nó bị biến động theo thời điểm mình nói. Nên người ta sẽ thường làm tròn cho nó xấp xỉ như này. Đấy, rồi nhá. Đấy là câu thứ A làm tròn hàng phần nghìn. Giữa câu B này. Làm tròn nó thầy đến hàng chục. Nào, đến hàng chục viết ra thầy phương án nào. Viết ra vỏ trước đi. Hàng chục. Mấy này bị lag đúng không? Đây này. Nào thầy hỏi nhá. Hàng chục là chữ số nào vậy Hưng? Số 8 này. Hả? Chữ số nào? Một hàng chục tính thì tính từ bên phải qua chứ. Chết rồi. Số 1 đấy. Ừ, đây số 1 ở đây mà. Đây là đơn vị đúng không? 9 đơn vị, 1 là chục. Chục đây cơ mà. Mấy cái đứa này lag thế. Không. Nha, sau 1 là chữ số gì đây? Số 9 này. Lên hay xuống? Xuống này. 9 và lại xuống rồi, chết rồi. Lớn hơn bằng 5 là lên cơ mà. 9 là phải cộng 1 vào. Đúng không? 9 lớn bằng 5. Đúng không? Cộng 1 vào thì cái con 1 này thành con 2. Con 1 này thành con 2. Vậy là 1, 8, 2, 5... 320. Nha đây nhá, 18253 này là giữ nguyên này. Con 1 thì con 2 không? Từ sau con 1 thì đi đổi hết con 0. Thì con 9 thành con 0. Ok chưa? Tiếp tục. Câu C. Làm tròn đến hàng. Chục nghìn. Chục nghìn nhá. Nào, ghi thầy phương án đấy nào. Viết xấp xỉ ở vỏ trước đi. Viết lên xem xấp xỉ gì trước đi đã. Sau đấy ghi đáp án lên phần chat thầy xem. Bạn này rút kinh nghiệm vào đây. Nào, chữ số 3, chữ số nào là chữ số hàng chục nghìn vậy? Hoàng Anh. Chữ số nào là hàng chục nghìn? Bật mic nào. Đây là chữ số 2 ạ. Chữ số 2, sau số 2 là số mấy? Là số 5. Lên hay xuống? Lên. Thành là 1, 8 mấy? 1, 8, 3. Xong là đổ hết thành 0 nhá. 4 con này không hết, 0, 0, 0, 0. Ok chưa? Như vậy là nếu ở bên tay trái, nếu làm tròn những cái chữ số bên tay trái thì làm sao chúng ta phải đổ hết thành về 0.
những số ở sau thành không. Còn ở bên tay phải phần tập phân ấy thì ta vứt hết đi. Hiểu ý chưa? Nhá, đấy lưu ý đấy. Còn là nguyên tắc là lên thì cứ là cộng cộng 1. Xuống thì làm sao? Thì giữ nguyên. Vậy thôi. Đấy, đây cái bài này làm dàn số đầu tiên thầy tưởng chúng ta sẽ nói nhanh thôi nhưng mà các bạn chưa quen. Bây giờ thì đã thấy quen quen chưa? Nào bây giờ thấy quen quen hơn chưa Hà Anh? Còn quen quen cách làm tròn chưa? Rồi ạ. Đấy thì đây là cái nguyên tắc của máy tính. Bây giờ các bạn hiểu tại sao vừa nãy máy nó thành cái này chưa? Nào, nào ai biết giải thích cho thầy nào. Ai biết tại sao máy tính vừa rồi nó hiện này thành con 7 ở cuối? Ai biết giơ tay? Tại sao nó hiện này số 7? Phong nào, tại sao lại thành con 7? Em đơn tại vì số 6 lớn hơn số 5 nên 6 thì sẽ cộng thêm 1 và thành 7 ạ. Đúng rồi, cộng thêm 1 là con 6 ở phía trước đúng không? Bởi vì tất cả bạn này nhá, đây là 6 hết, sau con 6 lại là một con 6. Đúng không bạn? Sau con 6 lại là một con 6 khác. Thì khi làm tròn thì có phải là vì 6 là lớn hơn bằng 5, mình cộng 1 gì? Đúng rồi, nên làm tròn thành 7. Hiểu chưa? Đấy, có rất nhiều số nhá. Ví dụ đây chẳng hạn này số này đây, thì bấm vào đây con này ví dụ là mười bảy phần 23 chẳng hạn. Này, nhìn không? Con số này còn kinh khủng khiếp luôn. Nhìn này, cái chu kỳ mà nhìn nó dài dằng dặc không? Máy nó còn không hiện hết trong một lần bấm này. Á, kinh không? Không, 17 phần đấy, 17 phần 23 mà nhìn này. À, nhìn số nó siêu dài luôn. Đấy, thì như thế này nhá, như con này ví dụ mà thầy muốn làm tròn đến chữ số thứ 3 ở phần thập phân thì thành số gì? Nào nhìn nhá, ví dụ số này này, bạn biết là thầy vào phần chat. Thầy muốn làm tròn đến chữ số thứ 3 ở phần thập phân thì thành cái gì? Ghi ở phần chat đây xem nào. Chữ số thứ 3 của phần thập phân. Chữ số thứ 3. 3 là gì đến đâu nhỉ? 7, 3, 9 là đến số 9 đúng không? Chúng ta sẽ đến số 9. Mà sau 9 là 1. Sau 9 là 1. Vậy thì thành gì? 0,739. Nào, sao lại 0,74 được? Xem lại đi. Chữ số thứ 3 cơ mà. Làm tròn đến chữ số thứ 3. Bắt đầu đến đấy bắt đầu mình mới tính. Đấy, mình mới nhìn là thằng đằng sau là thằng nào. Đấy, phải là 0,739 các bạn nhá. Ví dụ làm tròn đến chữ số thứ 2 thì mới là 0,74. Đấy, còn đây là 739 nhá. Ok. Đấy, vậy là bạn nắm được cách làm tròn rồi nhá. Nào, bây giờ các bạn thấy vậy thì bạn làm cho thầy thêm một ít bài nữa cho quen này. Nào. Ghi đánh dấu sao này, bài tập. Bài tập này. Bài 1. Làm tròn các số sau đến hàng phần chục. Đấy. Các em bắt đầu làm đi, thử ghi đề bài các bạn làm nhá. Viết đến đâu làm đến đấy.
Ok, các bạn làm vào vở nào. Làm 3 bài tập này vào vở. Sau đấy mình chụp, mình gửi lên để mình chấm. Nào. Đấy là chị chưa cho mình nhá. Để có đáp án đúng rồi nhá. Ở đây lưu ý này, ví dụ cái trường hợp này này. Cái trường hợp ở câu 3 này là làm tròn chữ số thập phân thứ 3. Này số 6 này không? Đúng các bạn. Chữ thập phân thứ 3. Đấy, làm số 6 thì mình nhớ là sau 6 là số 1 thì sẽ xấp xỉ gì đây? 8,296 đúng không? Thập phân thứ 3. Hay như cái số C này. Thập phân thứ 3 là đến số 9 này. Nhưng mà sau số 9 lại là số 9 nữa. Lớn bằng 5 tức là mình cộng 1 lên đây đúng không? Cộng 1 lên đây. Thế vậy 9 mà cộng 1 có phải ra 10 không? Nhớ là khi là 10 có phải là nhớ 1 lần lượt lên trên không? Lại nhớ 1 lên tiếp đây lại là 10. Nhớ 1 lại là 10. Nhớ 1 nữa lại là 10. Vậy thì số này mà xấp xỉ nó sẽ là gì? 10 phẩy. Nếu muốn ghi thành 3 số thập phân thứ 3 là 0,0. Nhá, lưu ý thầy cái số C này. 1 là bạn ghi là 10. Em ghi là 10 cũng được, hoặc là em phải ghi là gì? 10,000. Ok chưa? Nào bây giờ thầy ghi thêm bài nữa này. Ghi thầy. Bài 3 rồi bài số 4. Bài số 4 này. Làm tròn các cái số sau. Đến hàng chục. Đấy, B. Làm tròn các số sau. Đến hàng nghìn. Ok. Làm vợ nào. Nào. Thì chốt cái đáp án ở đây nhá. Nào cho em cùng xem này. Câu thứ nhất là đến hàng chục. Hàng chục là chữ số thứ hai từ phải sang đúng không? Đây này. Đây là đánh dấu mũi tên vào những cái chữ số là cần làm tròn này này. Thì thằng này xấp xỉ bao nhiêu đây? Sau số 2 là số 5. Vậy phải cộng 1 lên đúng không? Cộng 1 vào đây thì là 730. Xấp xỉ 730. Ok chưa? Sau số 9 là số 9, cộng 1 lên thành xấp xỉ 100. Tại vì nó nhớ 1 lên mà. Anh phải 100 nhé, còn nữa không nó cứ nhớ tiếp. Nào, thằng này sau số 9 là số 4. Nhỏ hơn 5 chưa? Giữ nguyên nhá, 1290. Đó. Tiếp theo ở câu sau thì lại đòi là làm tròn hàng nghìn. Hàng nghìn là chữ số thứ 3 này này. Được chưa? Thầy cứ đánh dấu mũi tên vào đây để nhìn cho nó dễ. Các em có thể lấy cái bút chì. Các bạn lấy thể bút chì bạn đánh ở đây trước để mình nhìn cho nó chuẩn. Sau đấy mình tẩy đi. Ok không? Nha, chúng ta có thể lấy cái bút chì ta đánh trước đây này, xấp xỉ này. Sau số 5 là số 0 không? Vậy là 127500. Đó. Sau số 3 là số 1 thì giữ nguyên không? 9300. Xấp xỉ 9300. Nào, sau số 5 là số 7. Sau số 5 số 7 là cộng 1 lên gì? Thành là 28600. Được chưa? Đấy nhá. Đấy các bạn lưu ý với kết quả cái những cái bài này của mình. Ai sai gì chữa lại không dưới thì viết hẳn dưới nhá. Đấy. Hôm nay thì thôi dành nay cả buổi nay chỉ để nói các bạn được việc làm tròn nhá. Để chúng ta làm tròn nó thật là tốt, bởi vì làm tròn nó là một kỹ năng trong việc tính toán mà. Mà học toán không thể nào mà tránh được việc tính toán rồi. Rồi ok thầy nhìn nhầm đấy. Đây hàng nghìn đến đây đúng không? sorry.
Đây đến số này. Rồi sửa lại. Rồi thế đến đây đến số 7 nhá. Sau 7 là 5 vậy thành là xấp xỉ 128000. Được đúng rồi đấy. Sorry các em nhá. Đấy, ghi là hàng nghìn nhá. Đấy nhìn thì là hàng trăm. Rồi. Vậy đến 9 thì sau là 3 đúng không? Vậy xấp xỉ là gì? 9000. Còn này đến 8 thì sau là 5 lại lên nhá, thành 29000. Được chưa? Rồi nhá. Chuẩn lại. Hơi lag tí. Rồi. Bài về nhà nhá. Lát nữa thầy sẽ gửi đến nhóm cho các bạn. Được chưa? Lát nữa thầy sẽ gửi đến nhóm cho mình. Ngày hôm nay mình không phải chép. Ok chưa? Nhiệm vụ của chúng ta sau khi kết thúc buổi học là gì nhỉ, Quang Hưng nhỉ? Chụp bài lại đây. Chụp và ghi lại nhá.